Xin chào các bạn đến với cái bài tập ngày hôm nay. Thì một bài tập dành cho mùa Halloween ma mị, đó chính là da rạn nứt. Thì các bạn thấy là hiệu ứng lớp da mình sẽ bong lên và cái lớp mạch máu phía dưới nó sẽ lộ ra, tầm hiệu ứng rất là ghê rợn. Nhìn như mùa Halloween, các bạn có thể kế những hình ảnh để theo phong trào Halloween để post lên Facebook hoặc là những kênh mạng giải trí chẳng hạn. Thì bài tập của chúng ta hôm nay chúng ta sẽ dùng là brush, hiệu ứng cọ. Thì các bạn có thể vào kênh YouTube để xem lại những cái video cũ có hướng dẫn rồi. Thì bước đầu tiên chúng ta sẽ download cái cọ da rạn nứt. Thì cách download như sau, các bạn có thể vào trang saoshowbiz.com /YouTube nhập Photoshop bts.php. Các bạn sẽ vào tập 38 da rạn nứt plugin để chúng ta link tới cái trang Medify để chúng ta cái download cái mẫu này vào về máy của mình. Thì ở đây mình đã download xuống khoảng 3 MB và sau đó chúng ta sẽ giải nén ra. Và bên trong thư mục này sẽ có một file là abr, là file của brush để chèn vào Photoshop. Bước tiếp theo chúng ta sẽ vào Photoshop, chúng ta sẽ chèn cái file chúng ta vừa download vào bằng cách như sau. Chúng ta sẽ chọn ở đây sổ thành công cụ ra, chúng ta sẽ chọn phần setting ở đây để chúng ta load cái brush vào. Chúng ta load cái brush chúng ta vừa download và download xuống vào. Đây. Sau khi các bạn load xong, các bạn kéo xuống phía dưới, chúng ta sẽ thấy một có vài hiệu ứng được thêm vào ở đây. Khi chúng ta chọn, chúng ta sẽ lít ra ngoài thử. Brush là một cái phần thiết kế của người sáng tạo ra để chúng ta dễ dàng trong việc sử dụng nó. Thì nó có nhiều loại brush khác nhau, các bạn có thể Google search thì nó có thể là hoa văn, rồi những cái lá cây chẳng hạn. Thì ở đây mình sẽ dùng brush là da rạn nứt để chúng ta chèn vào cái hình của chúng ta. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu. Đầu tiên chúng ta sẽ Ctrl+C để nhân cái lớp này lên để chúng ta dự trù khi màn hình nó có sai sót thì chúng ta có thể xóa sửa lại. Chúng ta sẽ tạo một cái lớp mới. Chúng ta sẽ chọn cái brush phù hợp. Ví dụ như ở đây mình sẽ chọn cái brush này. Các bạn nhớ tạo lớp mới, sau đó chúng ta sẽ chọn màu đỏ cho nó giống máu. Bạn click vào. Thì chúng ta được một cái hiệu ứng máu. Và sau đó các bạn click chuột phải lên, chúng ta sẽ chọn click chuột phải lên cái lớp cọ chúng ta vừa mới tô vào đó, ta sẽ blending option. Và chúng ta sẽ đổ bóng ngược vào phía trong để tạo hiệu ứng nó có chiều sâu hơn, để cái vết thương này nó sẽ sâu vào. Thì các bạn sẽ chọn là inner shadow. Các bạn thấy rõ ràng ha. Khi chúng ta chưa chọn thì nó sẽ không có hiệu ứng, và khi chúng ta chọn vào các bạn thấy rõ ràng là cái vết thương nó sẽ sâu xuống. Thì các bạn có thể click vào đây, chúng ta hiệu chỉnh size cho phù hợp. Và chúng ta đã hoàn thành xong một cái bước rất là đơn giản. Nhìn thì rất là khó thực hành, nhưng mà khi chúng ta đã biết thao tác rồi thì chúng ta làm rất là dễ. Rồi những cái phần dư ở đây chúng ta có thể là bỏ đi hoặc là tùy chỉnh theo với các bạn. Để chúng ta để cho sợi dây này nằm phía trên chẳng hạn. Thì tùy các bạn xử lý. Rồi các bạn hãy tự xử lý mấy vùng này. Ví dụ như chúng ta có thể chọn ở đây, Đây mình sẽ làm sơ cho các bạn xem thôi. Những cái vùng dây này thì chúng ta có thể xóa đi, chẳng hạn như vậy. Rồi tiếp theo mình sẽ ứng dụng vào khuôn mặt, thì chúng ta sẽ thử chọn một cái brush khác. Ở đây nó có nhiều dạng brush, mình sẽ chọn brush này chẳng hạn. Các bạn có thể thu nhỏ lại. Rồi chúng ta có thể tạo cái lớp mới nữa, cũng chọn màu đỏ luôn. Rồi chúng ta thử blending option, inner shadow. Hiệu chỉnh lại. Rồi ví dụ như thế này. Thì vài bước đơn giản như vậy thì chúng ta vừa hoàn thành xong một cái bài tập hiệu ứng cho mùa Halloween da rạn nứt. Thì chúc các bạn thành công trong bài tập này và các bạn hãy làm thử xem sao.